Xin chào các bạn, hôm nay công ty công nghệ Ipro Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đầu ghi hình camera của hãng Honeywell, dòng Honeywell Black. Nhân đây là sản phẩm. Đây là mặt trước của sản phẩm đầu ghi hình. Loại đầu ghi hình AHD 4 kênh. Với mã sản phẩm được dán ở phía dưới. Với modem là CADVR-1004FD. Với số lượng là 4 kênh AHD. Một cổng hỗ trợ, một cổng HD SATA, chuẩn SATA. Tối đa áp dụng tối đa cho ổ cứng là 4TB. Với nguồn cung cấp là 12V DC. Với hãng Honeywell thì dòng sản phẩm Black sẽ được sản xuất tại China nên nó sẽ có made in China. Mặt sau của sản phẩm có 4 cổng để cắm jack BLC từ camera về, đánh số thứ tự từ V1 đến V4. Ở đây sẽ có một đường mic out để ra loa còi, một cổng HDMI xuất ra màn hình, cổng VGA xuất ra màn hình, có 4 cổng audio in bao gồm A1, A2, A3, A4. Tiếp theo là cổng kết nối mạng LAN Internet và 2 cổng USB để trích xuất dữ liệu và cắm chuột sử dụng. Tiếp theo là 2 chân cắm cổng ZS485 để điều khiển cho camera quay quét PTZ. Và cuối cùng là jack cắm nguồn 12V DC 5 chân dương. Các bạn lưu ý là khi sử dụng đầu ghi Honeywell, các bạn sẽ phải tiếp đất cho đầu ghi theo chuẩn quốc tế. Ở đây là nóc để bắt kết nối đầu kết nối mát cho đầu ghi. Tiếp theo là phụ kiện. Phụ kiện bao gồm có sách hướng dẫn, sách hướng dẫn sản phẩm. Và thứ hai là hộp đựng phụ kiện. Hộp đựng phụ kiện bao gồm củ sạc nguồn, củ nguồn cho đầu ghi. Củ nguồn này thì sẽ có chân cắm jack tiêu chuẩn 12V, dùng cho mọi loại đầu ghi có chân cắm này, để dùng cho được cả camera nữa. Củ nguồn có nguồn vào input từ 100 đến 240V AC, tần số dòng điện 50-60Hz và mắc là 0.6A. Còn nguồn ra cấp cho đầu là 12V DC với dòng cung cấp là 2000mAh. Sạc nguồn rất là chắc chắn. Tiếp theo là chuột để điều khiển, điều khiển từ xa. Đây là phụ kiện outfit và jack đầu ghi, jack kết nối ZS485. Trên đây là toàn bộ sản phẩm đầu ghi hình 4 kênh AHD của hãng Honeywell, một hãng rất nổi tiếng của Mỹ. Tiếp theo chúng ta sẽ mở đầu ghi ra để xem bên trong có những gì, bo mạch của chúng có đặc biệt gì không. Chúng ta tiến hành mở lắp hộp bên trong sản phẩm đầu ghi. Trong đầu ghi đây thì là trên đây là bo mạch, toàn bộ bo mạch điều khiển. Trên đầu ghi đã có gắn sẵn 2 dây jack kết nối đến ổ cứng, bao gồm đây là jack tín hiệu và đây là jack cung cấp nguồn.
sơ đồ ghi. Thiết kế của bo mạch rất là gọn nhẹ, chắc chắn. Trên đây là toàn bộ giới thiệu về sản phẩm đầu ghi hình 4 kênh HD của Honeywell. Các bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm, mua hàng, vui lòng truy cập website điệnchuyenghiệp.vn hoặc phocongnghệ.com.vn để mua hàng và tư vấn sản phẩm với giá tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.